Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Mr. J Gray đây. Ngày hôm nay mình rất là vui luôn các bạn nha nè. Đây chính là hình dạng mới của Titan Speakerman trong tập Skibidi Toilet Multiverse thứ 35 nè các bạn. Trời, phải nói là nhìn nó quá đẹp luôn các bạn. Trên người của ảnh có những cái tia lửa như thế này, lỗi năng lượng cũng mới nâng cấp. Ngoài ra các bạn coi cơ thể của ảnh nè, trời giống như là có mấy cái cánh màu đỏ nha các bạn. Quá ngầu luôn các bạn ơi. Ngay bây giờ thì thôi không chần chừ nữa, chúng ta sẽ bắt đầu vô coi video luôn nha các bạn. Mong là các bạn nhớ lại cho cái video của anh chị một nút like ủng hộ cho anh chị nha. Nhưng mà nào tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký phía dưới nha. Rồi tuần sau các bạn chuẩn bị thi rồi đúng không? Chúc các bạn thi 10 điểm, nhưng mà đứa nào like video này mới được 10 điểm nha. Ok, còn bây giờ chúng ta bắt đầu video nào. Let's go baby. Ok các bạn ơi, rút kinh nghiệm ở những video lần trước á, thì video ngày hôm nay mình sẽ coi ở trên YouTube, nó sẽ có phụ đề cho mình nha các bạn nha. Ngay bây giờ các bạn nhớ cho video một nút like và chúng ta bắt đầu video thôi. Let's go. Ủa khoan, cái này là mới vô chưa vậy? À đây này, lại mới vô vậy nè. Các bạn có nhớ tập cũ không? Những cái con Skibidi Zombie nó cắn anh Titan Cameraman nè. Mày hả mày? Mày ra chỗ khác luôn, mày cút. À lúc này là Titan Cameraman đang bảo vệ cho Titan Clubman. Let's go baby. Anh ơi coi chừng nó cắn vô chân kìa. Nó cắn nó quật anh xuống dưới đất rồi các bạn ơi. Titan Clubman làm gì đó đi anh. No bro. Oh my god. Trời sao phim đặc biệt quýnh vậy. Phun lửa. Wow. Tụi nó đang cắn ảnh, ảnh bay lên trời các bạn à. Nhìn tụi này giống như kiến bu vậy các bạn ơi. Mày hả mày. Rồi nó qua nó tấn công Titan Clubman kìa. No god please no. 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 Hey, vô đây coi chừng. Rồi không sao, còn súng nè. 6 nòng, à lộn, mày 4 nòng nè các bạn ơi. Bắn tùm lơ. Mày ngu người. Ồ vậy là anh đang bắn ngưng động thời gian tụi nó. Con dao điều khiển từ xa. Let's go. Headshot. Wait what? Găm vô đầu nó xong mày nó đi xuống chân của anh, nó đạp cái đùng một cái nổ luôn. Mày lên đường nha con. Ôi biết cái dao này nó xịn quá các bạn, nó có thể tự động điều khiển không kìa. Còn bên đây tình Cameraman đang quấn lộn với con quỷ này. Trời ơi, bị một con đằng sau kìa, nó cắn kìa. Nó cắn như một cây súng rồi. Ây vô. Vô mình đánh đi. Trời, con này nó đu vô cái chân nó kìa bạn. Cái cảnh này là mình nhớ tới cảnh mà mấy thằng bạn của mình nó đu chân cờ rết của nó các bạn ạ. Nó kêu em ơi làm người yêu của anh đi. Anh Jay là không bao giờ có chuyện đó nha các bạn nha. Anh Jay là Sigma Man à, là nhờ phải đu vô chân như vậy chứ nó mệt vậy các bạn. Tiếp tục nào. Mày lên đây. Đừng có đu tao nữa nha mày. Cho mày đi ra bị bệnh viện luôn. Ê à, cái gì nó cắn đầu anh kia. Trời. Nó cạo vô đầu quanh tay tình Cameraman các bạn ơi. No bro. Rồi xong luôn, bị tụi nó bu lại tụi nó cắn các bạn ơi. Y chang ở trong mấy cái phim zombie vậy đó. Anh ơi, thôi chết rồi, tôi đừng bắt mày làm gì đó đi. Bro, nó cắn qua nhà cắn luôn kìa các bạn. Trời, nó cắn vô cái đầu luôn kìa. Nó cắn vô con mắt con ta luôn kìa các bạn. Tao lên cao đó men, bật tiết. Tiêu quân tử, lẹ lên. Bro, giờ sao đây bro? Hey, it's pretty good. Let's go, man. Let's go. Titan Speakerman đúng không? Nói cho tôi biết đây là Titan Speakerman đi. Đi làm đi anh đúng studio em đang nghỉ anh đó nghe. Anh đừng làm thất vọng nha. Yo. Let's go. Yeah. Oh my god bro. Look nhìn. Trời ơi nó ngầu điên. Oh my god, đẹp trai quá. Anh đẹp trai cũng phải đẹp trai chứ đúng không? Oh my god, bro. Trời ơi, súng ngầu vậy. Let's go baby, bro. Nhìn kìa, tụi giùm đây mày. Mày hả bưởi, tụi ngầu quá các bạn ơi. Nhìn, trời ơi, tiệt chiếu bay vòng kìa. Mày cút. À, mày quấn được bạn thôi chứ không quấn được tao đâu con. Tao bây giờ là bá đạo rồi. Cho mày tiêu đời luôn. Let's go. Nhạc hay quá các bạn ơi. Nhạc quá đã. Wow, lộn mày nè mấy anh ơi. Nào con này, ăn tiêu nguyên tử màu đỏ đi con. Wow, let's go baby. Quá đã.
gì nữa đây? À, tới tiếp à, lại tìm vô chỗ chết sao? Ai được của nó đấy chứ. Quýnh lộn nào hai anh ơi. Wow, tên Speakerman kêu, cậu lùi lại, hãy để tôi rút kiếm ra nào anh ơi. Ta tình rút kiếm ra gì đây? What? Rút ra cây đàn guitar hả? Ê bro, đang quýnh lộn mà quýnh đàn guitar tụi nó nghe hay gì với anh hai? Mày what gì đấy? Ủa em tưởng anh rút là quýnh lộn. Ổng bật sóng âm các bạn ơi. Guitar linh hồn mà lóc. So guitar. Wait what? So guitar. Guitar linh hồn các bạn à. Quái trưởng. Bạn nào nghe bây giờ thấy cái này giống guitar linh hồn cho video một nút like nha các bạn nha. Let's go. Hey. Cái bài nhạc quen quen. Ê bro, cái bài nhạc này quen, mình phải mở to tiếng lên mới được các bạn ơi, bài nhạc này quen nha. Nghe lại nè, nhìn giống như là bài Everybody want to rule the world. Let's go. Giống không? Y chang luôn á. Nè. Da 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 da, turn your back on modern nature. Everybody wants to rule the world. Let's go. Why? Ôi đánh nhạc hay quá, tụi nó bỏ chạy luôn các bạn ơi. Rồi để giảm nhỏ tiếng lại coi. Wait what? Let's go. Tên speak, tên đi cameraman đứng kế bên. Oh my god. Wow. Dạc quá hay các bạn ơi. Một nút like liền các bạn ơi. Hay quá, video này đúng hay luôn á. Let's go. Đúng ý mình nha. Tên Clockman. Hello người anh em. Hello người anh em. Một nút like đi người anh em. Nhạc hay không? Như ngầu vừa mạnh vừa hay. Trời ơi. Let's go, đúng là idol của mình các bạn ơi. Nói chung là trong phim của anh Đa Phu thì idol của mình bự lắm các bạn. Nhưng mà trong phim này idol của mình luôn luôn ngầu nhất nha các bạn nha. Let's go. Và hai người đó đi rồi các bạn ơi. Okay. Chắc là đi theo giúp đỡ cho tên tình Cinema Man. Mấy cái tập bút chì này các bạn. Tập bút chì bây giờ thấy cũng hơi ghét ghét nha. Cái thằng quỷ này. Tình huống đã hiểu cái đầu mày á. Đồng hồ của bạn đang trên đường đi. Là tập đồng hồ đang trên đường tới đây đúng không? Cái thằng robot này tín hiệu lạ. Wait what? Tiếp tục cuộc chiến mà không có tôi đi. Ủa là mày đi đâu? Tôi phải đi đâu đó. Mày đi đâu vậy? Cái thằng quỷ này tao ghét mày quá đi. Cái thằng quỷ robot. Bruh, hết chưa vậy? À chưa. Quay trở lại tập thứ 12, lúc mà tên Clockman đang còn bị thương. Đang còn bị bất tỉnh nhân sự các bạn ơi. Ông đồng hồ đội trưởng hả bạn? Titan TV Man xuất hiện. Hello mấy người anh em. Bấm like liền các bạn ơi. Thằng này bị gì vậy? Để tao lại tao coi coi. Ê, tỉnh cho mày. This will stay confidential. Có nghĩa là gì ta? Confidential vậy là tiếng Việt là gì các bạn? Mình không biết này, nó không dịch cho mình. Trong lúc đó thì tụi tôi lấy nó đang tấn công vô tổng bút chì. Ê, thôi kệ đi, bút chì chết cũng được, kệ. Đang cay mấy đứa bút chì lắm. Không, thật ra là tập bút chì mình cũng không cay lắm đâu các bạn. Mình chỉ cay mỗi con robot thôi. Còn mấy con anh bút chì kia, mấy anh cũng kiểu buồn buồn trong cái video đó mà, đúng không? Đây là ông tiến sĩ nè. Ông đang tìm hiểu một cái gì đó các bạn ơi. Ê các bạn nhìn thấy cái con này có giống anh Mr. Beast không? Ê sao mà nhìn cái mặt con này giống anh Mr. Beast quá vậy? Bỏ cái râu đây là giống anh Mr. Beast luôn á. Wait what? Skibidi. Dẫu gì? Không biết, Skibidi. Ba thằng Skibidi đang đứng ở ngoài các bạn ơi, đang... Hả? Hả? Cái gì đây? Ủa sao bà này còn sống vậy? Hả? Be not afraid. Đừng sợ, tôi không phải kẻ thù của bạn. Thực tế chúng ta có một kẻ thù chung. À hình như cái này là đang coi lại quá khứ. À đang coi lại quá khứ chứ không phải là hiện tại đâu nha. Cái này là nó coi lại ngày xưa thì phải á. Tuân lệnh tôi và tất cả bọn họ sẽ diệt vong. Ê nhỏ này nói gì vậy bay? Quýnh nó đi bay ơi.
Hình như đúng rồi đó, này coi lại quá khứ á các bạn ơi. Lúc này là tụi toilet chưa biết bà này là ai nè. Bà già cà tím. Bắn nhiệt điện. Bro, hai thằng bạn của tôi. Bay ơi bay, cần hỗ trợ ngay bên đây bay ơi bay. Tới liền, có đứa hỗ trợ liền. So toilet. Chuẩn bị chơi trò chơi kinh dị chưa em gái? Những kẻ ngốc luôn nghĩ là bọn chúng mạnh hơn chị sao? Hãy coi đây. Cái gì vậy? Tại tình cao thôi men. Bro, nó kìa. Nhưng mà chị chiếu lại cái này làm gì? Hay là con này nó còn sống thiệt ta? Ui quá, nó đấm vô luôn các bạn ơi. Thằng ma kinh dị này đừng có sợ quá nó đi. Rồi ăn cái tiêu nguyên tử luôn. Bro. Ủa nhưng mà cái này là tập ngày xưa đúng không ta? Chứ đâu phải tập bây giờ đâu đúng không các bạn? Ủa gì vậy? Ai đây? Một con tu... Wait what? Toilet cao bồi hả? Bây giờ luôn có cách dễ dàng hơn. Mày có nghĩ gì không hả cô bé? Cuối cùng cũng có một sinh vật khôn ngoan nào đó biết nói tiếng người. Đủ khôn ngoan để cầu xin tôi. Thật là ấn tượng đó. Tôi không biết. Tôi đoán là có Reese. Reese là gì vậy cha? Reese là mặt đẹp trai mà cha. Họ nói là như vậy. Ok. Tiếp tục như vậy, chủ nhân của ta sẽ cho các người sống làm nô lệ sao? Ghê vậy. Chủ nhân à. Ok. Cần phải nghiên cứu. Ê, cái thằng Skibidi kìa. Nói với lại Mèo 07 rằng ta sẽ đi vắng một thời gian. Mèo 07 là đội trưởng đó. Oh my god. Là cái con toilet mà có đứa con Bethany đó các bạn. Wait what? Vậy là video đã hết rồi các bạn à. Video này thật sự rất là hay luôn các bạn. Và đây có một bài nhạc nữa các bạn ơi. Cùng nhau nghe thử với mình nha các bạn nha. Let's go baby. Wait what? Ủa đây. Let's go, nhạc hay dữ. Rocker, anh đang làm rocker luôn. Let's go baby. Thật sự là tập hôm nay rất là hay luôn các bạn. Rất là đúng ý của anh Jay các bạn à. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem video này nha. Nếu các bạn thích video này nhớ để lại cho video một nút like nha. Nhưng mà nào tấm kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút ở phía dưới nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video ngày mai. Còn bây giờ thì mình bye bye.